Vâng, xin trân trọng mến chào quý vị và các bạn đến với kênh YouTube Huế Việt Nam ngày nay. Trước mặt chúng ta là Bệnh viện Quốc tế Huế. Ở đây là cái lối đi vào Bệnh viện Quốc tế cũng như là Bệnh viện Trung ương. Chắc có lẽ quý vị và các bạn biết rồi, đây là đường Ngô Quyền. Chúng ta gặp một cái hoàn cảnh ở đây, đó là em nhà. Anh chào em. Dạ, em chào. Rất khỏe không? Em thì khỏe. Mấy ngày hôm nay con Thái và em như thế nào? Dạ, con đau nặng quá. Đau nặng hả? Dạ. Đau như thế nào em kể cho ba con nghe với. Thì nó thì bây giờ suy hô hấp nặng. Bây giờ bác sĩ cứ tìm máy để test để cho thở máy á. Nhưng mà không có test được cái máy nào hết. Là do cái máy nào nó không bị sức môi. Cho nên là nó không có hợp với cái máy nào được hết mà... Máy mô tạch cũng không được hay là bây giờ vẫn đang sức môi. Mà bây giờ em nó thì chập là nó đục cái là nó lại ngưng thở, đục là ngưng thở là bác sĩ phải ngưng thở luôn à? Bác sĩ phải bóp bóng khí rồi các kiểu, nói chung là em vô là là cháu đang nằm ở hồi sức cấp cứu. Mấy ngày rồi? Anh nghe dạ, năm hồi sức ngày cấp rồi. Cứu mấy ngày đúng không? 6 ngày. Chào, họ cũng mệt đấy hả? Như giờ thì em răng thì em có biết làm răng đâu, cứ ở ngoài mà chờ thôi chứ. Chờ một con bác sĩ kêu người nhà Nguyễn Bình Minh vô một cái là đúng rồi, giật mình thôi. Sợ. Như là cháu nằm cách ly về mẹ đó. Dạ. Tức là phòng số mấy? Khoa hồi sức cấp cứu. Khoa hồi sức cấp cứu Nhi á. Khoa Nhi. À, Bệnh viện Nhi. Dạ. Cháu có ăn uống gì được không? Truyền dịch hoàn toàn. Đợt trước là ông lấy ven được, xong rồi sau đó họ lấy ven trong á, họ khâu cái ba mũi này, họ lấy cái ven tĩnh mạch trong á. Từ nó giờ là bé nó yếu. Vô bữa bác sĩ kêu vô, kêu chuẩn bị tinh thần là em không còn muốn sống nữa luôn. Mà bay ra hôm qua giờ thì nó cũng tỉnh lại được đôi chút. Thì thưa quý vị và các bạn, chắc có lẽ là quý vị và các bạn biết đây là em nhà mẹ của cháu Bình Minh. Cháu Bình Minh nói chung là đá bệnh và đá dị tật, đồng thời cũng họ là phân biệt giới tính. Sau này em mới phát hiện con của em là con trai phải không? Em kể tiếp về cái hoàn cảnh đi. Mấy ngày nay có tốn lắm không? Dạ. Có tốn tiền lắm không? Dạ cũng ít chứ không nhiều, nói chung là thì em mới đi đóng 1 triệu xong. Nói chung là mấy ngày là đóng 1 triệu chứ. Nói chung là tùy thuốc của con dùng. Không có thuốc ngoài hết. Dạ không, mua thuốc ngoài toàn là của bệnh viện hết. Nhưng mà có vài cái xét nghiệm nó không nằm trong bảo hiểm, hoặc là vài thuốc nó không nằm trong bảo hiểm á, là mình phải chỉ chấp nhận đóng tiền chứ. Thật ra là nếu như con em là được 100% rồi, khả năng là quá khỏi được đi không? Em cũng cầu trời cầu đất thôi chứ biết sao anh. Tối nào em cũng đọc kinh niệm Phật xong là đi vô là bác sĩ kêu thôi thì không cần thở máy nữa, vì test máy không được. Vì mình cũng mừng. Nghe không cần thở máy nữa thì mình cứ hy vọng là đỡ ấy. Mừng. Bây giờ biết làm sao em, tiếp tục cầu trời thần Phật thôi. Dạ, em chịu. Trời, cầu Phật. Ngày hôm qua em có đi chùa, em đi phóng sanh. Em đi phóng sanh với em đi dâng hoa với dâng trái cây á. Mà về là tối là thấy thằng nhỏ, tự nhiên bác sĩ rút hết máy ra luôn. Là mình thấy mừng, sơ cắm máy đầy người nó là nó chịu không nổi. Em có được vào thăm thường xuyên không? Vào thăm cháu á? Một ngày là 4 lần. Một ngày là 4 lần. Một lần là 1 tiếng. Mà nếu thời điểm mô? Dạ, 6 giờ, 11 giờ là buổi sáng trưa, 5 giờ với 12 giờ là buổi chiều tối. Khi em vô rồi nó có nhận ra mẹ tới không? Đúng, kia thì không biết gì luôn, hôn mê luôn. Hôm nay thì mẹ vô nói là mẹ a đó. Nói mẹ là ý dạng như mép rồi, hôm kia là đau quá. Đau quá, được rồi. Nói nhiều lắm. Dạ, tội nghiệp mẹ. Tôi bây giờ biết làm sao, thì cầu chúc cho em chồng qua cái gọi là cái lúc ngặt nghèo đau ốm này.
có hai mạnh thường quân xem video anh chia sẻ về cái hoàn cảnh của em thì rất là thương em. Đó là anh săn vỏ ở Mỹ gửi cho em 200 đô. Hôm trước thấy em mặc cái áo rách rưới tôi của anh, mình nhờ vợ của anh tức là thủ quỷ anh hay gọi trong video như vậy á, là mua cho em áo quần, còn cái số tiền còn lại á gửi cho em lo cho con, đồng thời lo cho bản thân. Và bản thân công thứ hai đó là chị Thanh ở San Diego, Mỹ, còn gửi cho em 100 đô. Như vậy nếu mà nói giá trị tiền đô thì em nhận hôm nay tổng cộng là 300 đô. Dạ. Rồi nhờ chị Thanh gửi cho nhà. Đây là 100 đô của chị Thanh thì đang còn chị đang còn giữ nguyên hết. Còn lại 200 đô của anh Săn Vỏ. 200 đô của anh Săn Vỏ là chị đổi được 4.620.000 đồng. Thì hôm trước chị có điện cho em là chị có hỏi là em cần những cái thứ quần áo gì để chị mua. Thì em nói là xin về mình thương quân là ăn mà lúc đầu là em nói là cho em để tiền mua sữa cho cháu, không cần áo quần, bởi vì trong lúc mà cháu đang nằm cấp cứu thì đúng là mình cũng cũng có cái tấm tràng mua mà nghĩ đến cho bản thân nữa ấy. Thì bữa nay chị kêu hôm nay là em muốn làm cái gì luôn. Thì cũng theo cái sự lo lắng của mình thương quân cho em, thì vì thế thứ nhất là trong thời tiết mà mưa rồi rất là lần em phải có sức khỏe để lo cho con. Em phải có sức khỏe để lo cho con, bởi vì em không có sức khỏe thì cũng không ai thay em để mà chăm cho cháu được. Ba ngày nay em không có bị lên cơn hen, chắc là do bé nó yếu hơn người mình đó. Nó lên cơn hen. Nếu bình thường thời tiết nay là em là nằm bên trong gương thở oxy rồi. Thì chị nghe em là xin với mình thương quân là đừng có mua chi cho em hết, mà chỉ cần tiền để lo cho cháu thôi. Nhưng mà chị cũng là kể mua cho em gọi là cũng không dám mua nhiều, bởi vì là nhìn nhiều áo quần quá thì em cũng không vui lắm, bởi vì là gì em cần tiền để lo cho con hơn. Thì anh chị cũng mua cho em một cái áo ấm với là cái áo ấm với hai bộ quần áo mang ở nhà, rồi là để cho rồi là thay nhau để mà mang cái năm bệnh viện hết. Thế còn lo gì lo, thì em phải mặc áo quần chứ, thằng này em không mặc áo quần lo cho con hả? Em có đâu. Bây giờ mà thằng con cho thì em để mua thôi. Cảm ơn. Đây là cái áo ấm, đây là hai bộ đồ để cho em thay đổi. Tức là một cái áo ấm và hai cái bộ đồ. Hai bộ đồ bộ thì mang cái xe lần cho một tiền cũng được. Hai bộ đồ xe đây lần á. Thì cũng rẻ thôi chứ cũng không, chỉ không mua đồ đắt đâu. Hết 380.000 cho ba bộ hai bộ áo quần với một cái ấm là 380.000 em hết. Còn còn gần 4 còn lại là 4.240.000. 4.240.000 thì đếm cho em này. 1 này. 2 3 4.000 em hết. 240.000. Như vậy là tức là cái phần quà của anh Săn Vỏ là còn 4.240.000. Còn quần áo là hết 388. Cảm ơn anh chị. Cảm ơn. Có 100 đô kia là của chị Thanh ở San Diego ấy. Anh chị cho em đem em chưa dùng, tại vì lỡ sau này mà em nó ra rồi lớn lên rồi thì bây giờ là mình có tiền chứ mà mai này lỡ không có tiền thì nó lại đói. Em phải cất em để dành. Các cái đồ để dành thì em phải mua cũng cẩn thận, bởi vì trong bệnh viện cũng phức tạp lắm á. Dạ, bốn lâu em bị người ta lấy. À đúng rồi. Lấy hết 1 triệu đồng với lại 100 đô em giữ hơn 8 tháng. Bệnh viện cũng phức tạp lắm, cũng nhiều kẻ gian cũng là lợi dụng lắm. Bây giờ nếu mà mạnh thường quân mà giúp em nhiều thì em có thể gửi đâu đó? Dạ em gửi về cho mẹ để mẹ cất ở quê á, mẹ cất ở trên Cần Thơ. Hoặc là làm cái thẻ, bây giờ mình lớn rồi làm cái thẻ đưa vô trong cái thẻ. Dạ. Nếu mà bệnh viện có các cái giá cho em ngân hàng đó. Rồi bây giờ em nói lời cảm ơn với mạnh thường quân anh xin phép để kết thúc video. Dạ em hai mẹ con em thì cảm ơn anh với chị, cảm ơn mạnh thường quân đã cứu giúp mẹ con em trong thời gian gần đây, mà quan trọng hơn là ông luôn luôn là ủng hộ em để em có sức em nuôi con em, cho ủng hộ về mặt tinh thần với em á, cho
không thì em chắc em cũng muốn gục luôn quá. Em cũng cố gắng lên để giữ gìn sức khỏe để lo cho con. Cảm ơn chị nhiều. Rồi anh còn cảm ơn em. Thôi vào với con đi. Hy vọng là nhiều mạnh thường quân thương em hơn nữa. Chào em. Chào em ấy. Chào em đi vô đi. Kính thưa quý vị và các bạn, tiếp theo mình đang có mặt tại tang gia. Người đã ra đi là em Lê Quang Sơn, bị tai nạn nằm như vậy là bao nhiêu lâu ó hả? Đó là một tháng 20 ngày. Một tháng 20 ngày. Dạ, con chào ó, chào chú. Bên kia là chú Phương. Dạ. Rồi tiếp theo đây là vợ của em Sơn vừa mất. Rồi đây là Âu Thủy, mẹ của em Sơn. Còn đây là anh Dũng, là anh đầu, là anh của Sơn. Mà có lẽ là quý vị và các bạn đã từng quen, đã xuất hiện nhiều lần trên cái video kênh YouTube về Việt Nam ngày nay của mình rồi. Yeah. Nhìn cái cảnh tang gia cũng đang còn rất là buồn bởi vì em Sơn ra đi. Ngày mai mấy đứa ó hả? Dạ, con chào ó, chào chú. Chồng, mấy bữa trừ liên tục, giờ đảm để cùng mấy ngày nữa cũng đòa ó hết. Cũng mệt. Dạ. Mệt. Dạ, như rửa là mấy giờ dí quán ó? Dạ. 6 giờ. Dạ, 6 giờ. 6 giờ. 6 giờ à? 6 giờ. Dạ. 7 giờ hợp ó. Dạ. Rồi rửa thì em Sơn nằm viện bữa trừ tổn kém nó như thế nào ó? Ó có thể chia sẻ với bà con ngay được không? Dạ. Được chứ, tổng kém thì là phải 150 triệu rồi. 150 triệu hả? Là con tới bệnh viện họ cho là chưa kể nữa. Bệnh viên họ cho? Cho họ đóng tiền miễn phí cho mình tới bệnh viện là chưa kể. Tức là bác sĩ cho hả? Bác sĩ cho. Ồ giỏi hả? Mà chưa kể nữa đó. Dạ. Rồi là cho thì bù cái phần nợ đi chứ. Tức là mình bớt đi. Họ cho là họ đóng trống luôn. Họ đóng trống luôn. 150 triệu mà họ cho thêm nữa. Họ cho họ đóng trống luôn. Đóng trống bệnh viện luôn. Đóng bệnh viện luôn. Một mét luôn á. Không phải là mình tức là họ cho rồi mình vẫn còn con nợ 150 triệu nữa. Còn 150 triệu. Còn em đây là tên gì anh quên hả? Tên Thủy, cùng tên Thủy luôn. Mà chồng cũng tên Thủy mà vợ con dâu cũng tên Thủy. Nhưng mà Thủy hiện nay đang chuẩn bị là thần chạp như này. Có thêm một người con. Anh chia buồn cùng em ha. Thưa hôm nay con đại diện một mạnh thương quân mà trước đây cũng có gửi qua cho ó và em rồi. Đó là chị Thanh ở Mỹ. Yeah. Nghe tin vừa rồi là con đăng video là em Sơn đã là không còn nữa thì cũng chia buồn gửi về một $100. Con xin nhờ thủ quỹ. Đây là $100 của chị Thanh. Dạ. Thanh ở San Diego. Dạ Mỹ. Dạ chú. Dạ. 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 Chú có nói chi thêm với mạnh thương quân không ạ? Dạ. 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 Cảm ơn. Dạ. Xin cảm ơn lòng thanh. Lòng thanh mày chú mày bạc. Mày bạc mày ó. Dạ. Giúp cho đứa tôi cảm ơn nó. Dạ. Chứ là mong mạnh thương quân giúp cho thêm để giải quyết giảm bớt cái nợ con lại. Dạ, con nợ con lại chứ không chứ lo đảm cho con là nợ trước con tiền mình trả lại con à. Cũng nợ nhiều quá. Chứ giờ ba con anh cặp thì để giúp đỡ cho để mà trả công nợ cả tôi. Trả công nợ. Dạ, dạ. Dạ, có bỏ có một đồ công khổ chứ. Con à, em còn nói chứ thêm không? Vợ của người quả cố. Nói đi con. Dạ, dạ cho giúp đỡ cho sống ba nợ gì đó. Chứ thẳng đôi chứ thần cặp nó xin. Chứ không có. Nói đi con. Con nhỏ đi con. Em xin trước mắt là em cảm ơn các mạnh thương quân ở trong và ngoài nước đã giúp cho chồng em vừa rồi ạ. Thứ hai là em cũng xin giờ các mạnh thương quân giúp đỡ cho mẹ con em vậy ạ. Bây giờ một thân một mình nuôi hai đứa con vẫn hả? Đang rưng nước mắt. Đang lo cho tương lai mà vừa thiếu tiếp chồng nữa. Nó ông nghỉ chồng của tôi. Dạ. 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 Giờ chuẩn bị đại diện giúp cho Dung còn nói chứ thêm không?
cùng đoa chắc nó cũng ra hơi nữa ha. Thôi thì con chia sẻ các cái hình ảnh này của gia đình. Mong mạnh thường quân thương hơn. Dạ, dạ. Dạ rồi thì con cũng xin vào đại diện mạnh thường quân hợp cho em nhận hương rồi con xin phép. Thôi Di cũng cảm ơn. Di cũng cảm ơn là các mạnh thường quân vừa rồi vừa qua đã giúp đỡ cho cháu. Vừa qua bệnh viện thì chứ gì cũng xin cảm ơn các chị đâu bên ngoài trong bao ngoài nước. Dạ đây là chuẩn bị cả chi rẽ ốc. Cái chi nói cho ta cũng rần cũng cô hôn á. Cũng cô hôn hả? Cũng cô hôn. Mai nữa em lên đường cho mạnh khỏe đó. Mai lên đường hả? Ừ. Mắm thịt thật đó. Dạ. Mô hồ đừng mai đi lâu đi có tỉnh. Dạ. Có hương không? Dạ. Đưa cái hương. Cái đánh chắc chứ. Rồi rồi rồi. Thưa quý đại diện Mạnh Thường Quân cũng như là khán giả, thật cho em sương đại hương. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, tiếp theo mình đang có mặt tại khu chung cư Phú Hậu. Mình được nghe đây là một trong những cái khu chung cư có nhiều người nghèo hoàn cảnh, và mình đang đứng trước cái căn hộ 104G. Đây là căn hộ của ông tên là Lê Giáo. Dạ thưa ông. Dạ ông nói cũng được. À ông nói cũng được à? Dạ ông nói được. Ông chị ông chị nghe được, ông nghe thì được. À thôi. À, nghe thì được. Dạ. Bây giờ ông ở đây vì ai rồi anh? Dạ vì ông chắc nữa có cháu lên xuống thôi chứ vì em đi lên đi xuống cơm được cho ông được thôi chứ con cháu là con của anh à? Dạ. Dạ. Rồi bữa trưa anh chạy xe có được không? Cũng tầm tầm rồi đó, kiếm buổi sáng tầm 2.000 chứ rồi đó. Dạ. Mấy ngày nay trời mưa. Dạ, gặp mưa nên mới đói luôn, mưa là 30.000 thôi. Dạ, cái điểm đầu của anh là chỗ mô. Dạ, chờ đâu mũi, chờ cả. À chờ đâu mỗi Phù Hầu nhưng mà cái chờ hải sản á. Dạ chờ cả. Dạ. Rồi mấy ngày nay ốm răng, ông có khỏe không anh? Cũng bình thường, ông cũng bình thường. Dạ. Yeah. Cảm thấy đau nhức chứ trong người không ông? Ông là xiên giật tay giật chân nữa. Vì ông đau ngực à? Dạ ông hay tức ngực nữa. Hay tức ngực. Dạ. Ông ở một mình mà cũng ngăn nắp. Dạ cũng cũng em thấy em đi lên đi xuống rồi đó vì em có cái phố đấy ăn ở nữa mà. Dạ dạ. Dạ. Căn hộ của anh ở trên kia dạ, hả? Dạ, tầng 3 dạ. À dạ, dạ. Bữa chưa có chứ vui không? Dạ, vui. Ông bình thường là mình vui rồi. Thế ông sợ ông đau là mình chạy lên chạy xuống cực thôi. Ông bình thường. Dạ. Dạ. Anh giới thiệu lại quý danh của anh á. Dạ. Dạ, Huỳnh Văn Rầy. Dạ, anh Huỳnh dạ. Văn Rầy hả? Dạ, Huỳnh Văn Rầy. Dạ. Hôm trước em quên xin cái số điện thoại của anh ấy. Dạ, em có số. Anh đọc cho em chút. Dạ, dạ 037. 037. Dạ 305. 305. 3 con số 5 lưng luôn 4787. Anh đọc rõ ràng dạ. Một mặt luôn đi. Dạ. 037 3555 4787. Dạ. Em cảm ơn anh. Dạ. À, hôm trước con chia sẻ cái hình ảnh của ông. À, dạ thì có một mạnh thường quân rất là cảm động và hôm nay có cái phần quà cho ông và dạ. Cho cả anh. Dạ. Đó là chị Thánh ở San Diego, Mỹ. Dạ. Dạ. Gửi cho ông 50 đô. Dạ. Và gửi cho anh cũng 50 đô. Tổng dạ. Cộng là hai cha con nó theo dạ. Cái kiểu người Huế mình á. Dạ. Là 10 đô. À 100 đô. 100 đô dạ. Dạ nhờ thủ quỹ gửi cho ông. Dạ. Đây là 100 đô. Dạ. Dạ là nhờ anh dành giúp rồi. Dạ, dạ. Dạ. Có chi thì anh đổi giúp cho em. Dạ dạ dạ. Và chuyển cho ông một nửa theo dạ, cái dạ, dạ. Ý nguyện của dạ, dạ, mạnh dạ. Thường quân anh ấy. Dạ. Để tập đi đổi phải đưa cho ông lại nửa dạ. Cho vô lại của ông bọc dạ. Hết. Dạ dạ. Dạ. Dạ rồi anh còn nói chi thêm với mạnh dạ, thường quân. Dạ chứ mạnh thường quân thì giúp được chân mô hai chân đại chứ ông chứ cũng
Còn vợ thì còn vợ em thì khiêng đau nữa, đau khớp á, khớp chân nữa, đi làm ngay nghỉ vài ngày. Chứ còn em chạy thô ngoài kiếm tầm tầm 2 ngàn, tầm 10 ngàn là cao. Ngày mùa mưa là chiều. Dạ bụng được con. À bụng được con hả? Dạ. Ngày mùa mưa mấy ngày đi mưa quá. Dạ mưa quá là kiếm vài chục ngàn. Hôm nay trời tàn tàn em tranh thủ đi gửi qua đây. Dạ. Dạ. Mưa chắc có lẽ là cũng có khách anh hả? Dạ mưa thì buổi sáng thì cá chạy mình chạy cá chứ phải chạy chim một. Dạ. Dạ mưa thì có cá ít thì mình chạy ít. Anh ở đây chân cá thường bán cái hàng gì ngon anh? Chân cá là bán đủ loại, loại chứ có hết. Dạ. Giống như mình muốn ăn... Ăn cái chi ra ngoài, mình bên ngoài nó cứ gọi là cà xì cho cầm mũi mà. Cho gọi đủ mũi mà. Dạ. Ở đây em hình như là em mua cua là toàn bị lừa anh. Không, cua là anh đi mua là đừng có mua đây. À. Cua là anh về chợ Tân Mỹ á. Chợ Tân Mỹ hả? Dạ. Chợ Tân Mỹ đúng không ạ? Dạ, dưới nữa họ đang nuôi. Đang nuôi. Vì họ đang bán buôn dưới nữa họ đến đây họ mừng lại. À, anh rành vậy hả? Dạ, vì mình chạy thô mình biết mà nha. Dạ, dạ. Anh có nói chứ thêm về Mạnh Thiên Quân không? Chứ cảm ơn Mạnh Thiên Quân giúp hai ông con. Dạ. Thì số tiền để lo cho ông hằng ngày vì thế mà bây giờ Mạnh Thiên Quân là giúp được từng môi hai ông con cảm ơn chừng này. Dạ, dạ. Chị Thánh ở San Diego. Dạ. Dạ. Con chào ông. Dạ. Ông cảm ơn Mạnh Thiên Quân con hả? Dạ, rồi chúc ông khỏe. Em chào anh. Dạ, dạ. Xin cảm ơn Mạnh Thiên Quân. Bên được cậu xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chứng kiến video bên đại diện Mạnh Thiên Quân gửi quà cho các hoàn cảnh ở Huế. Quý vị thấy tinh thần Mạnh Thiên Quân rất tuyệt vời thì hãy bấm cho video một like cũng như là không quên bấm đăng ký để nhận được các video thật mà bên tải lên. Xin mời chúc quý vị và các bạn luôn vui khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở các video tiếp theo. Xin trân trọng.